Dạ, xin chào các bác nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em có 3 cái nồi cơm mâm nhiệt của Yoshiyoshi. Dung tích là nửa lít các bác nhé. Thì có 2 cái có xoong và 1 cái không có xoong. Model của nó thì gần như nhau. Đấy, y chang nhau luôn. Thì khác nhau cái số một chút nhẹ thôi. Đấy. 2009 các bác nhé. Đấy. Đây, cái này là không có xoong. Không có xoong với cắm điện cũng thấy không thấy lên. Thì bác về có thể tận dụng. Trong con này là hoạt động ok bác nhá. Đây. Đấy, xoong bên trong này. Đấy, nó xước xước nhẹ. Đây này, rong này, rong còn mới nhá. Đấy, rong còn xanh mới nhá. Đấy. Đây một con này nữa. Đấy. Đấy, con này chày này. Đấy. Đây. Thôi, em bán cho bác 3 con này giá 500.000 các bác nhá. Chưa gồm phí vận chuyển nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em. Đấy, 3 con này nhá. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác này. Đảm bảo là bác là nấu cơm, chín cơm nhá. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Đấy. Đấy, ok. Đấy, ok, chạy hết nhá. Coi như cái nồi này gọi như là nồi, trong siêu thị mình hay bán là gọi như là nồi điện tử đấy. Đấy, điện tử. Chưa phải là cao tần nhá, nên là mới là nồi điện tử thôi. Đấy, điện tử ở trong mình cũng khá là mắc rồi đó, từ mà nồi mâm nhiệt sang nồi điện tử đó, sang một bước ngoặt khác rồi đấy. Thì đây là cái dòng nồi điện điện tử này đấy. Giá 500.000 ba con luôn đấy, ba con này luôn nhá, nửa lít hết đó, chưa bao gồm vi chuyển nhá. Bác nào mua thì alo cho em đó. Tiếp theo em có một cái xoong này để chiên đó. Cái này là dùng cho bác nào chiên số lượng nhiều nhá, hoặc là bán hàng. Đấy, sử dụng nguồn điện 100V nhá. Cái lưới này inox nhá, Su 304 chính hiệu luôn, không có dít 500, bên trong cũng vậy, chỉ có bên ngoài thôi. Bên ngoài thì nó mới hít 500 thôi. Đấy, bên trong nó làm rất là cẩn thận. Đây, đấy. Cái này gần như là mới hoàn toàn luôn, thực sự nó là như vậy. Tại vì này em để nó bụi thôi. Đây này. Đó, dây nó còn quấn rất là mới nhá. Cái này này, đấy. Cái này nó có chỉnh nhiệt ở trên đây. Đấy, công tắc tắt mở, đấy, và chỉnh nhiệt từ 60 đến 80. Nói chung là nhiệt độ nó rất là sâu. Nó chỉnh được xuống 60 luôn. Đó, khi mà mình chín rồi, mình có thể om dầu tăng cỡ là 200 độ C. Đấy. Đây là cầu chì bảo vệ. Đấy. Đây này, công suất nó là 1450W, made in China các bác nhá. Đấy, điện 100V. Đấy, inox nói chung nó làm rất là cẩn thận nhá, không phải giống như cái đồ của mình đâu. Đó, thì các bác đâu không thể so sánh được. Cái này thì mỗi một lần chiên thì nó chiên trong cái giỏ này ấy, các bác chiên được rất là nhiều đồ nhá. Đùi gà nếu mà chiên hết cái thau dầu này, nếu mà đổ ít nhất phải chắc phải 5 lít thì mới đổ đầy được cái này. Tôi sợ nếu mà 5 lít sợ còn chưa đầy được cái thau dầu này đâu. Đấy. Đấy, nó dùng bằng hai thanh nhiệt đốt đây các bác nhá. Đấy. Bằng inox 304 hết nhá. Rất là đẹp. Đấy, dòng điện 100V nên nó test ok hết rồi. Đó. Thì bên ngoài nó thiết kế rất là niền nạt, thì bác nào có nhu cầu mà bán hàng hay gì đó. Đó, nhỏ đó, thế con này một xe đẩy ấy, có thể dùng cái con này được, nhưng mà sử dụng nguồn điện 100V đấy, nhưng phải mua thêm cục biến áp nữa, khoảng 2kg, giờ tầm khoảng 400.000 đấy. Thì cái này em bán các bác ấy, là mua giá là 1.300.000 các bác nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em. Xin cảm ơn các bác nhá.